Buông bỏ như thế nào? Phải biết, quý vị không nên dùng nó. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi dùng mắt thị tai nghe, tôi đều dùng. Mắt tai mũi lưỡi thân đều dùng hết. Nhưng như thế nào? Không chấp trước. Không chấp trước nghĩa là không dùng thức thứ bảy. Mạt na thức là chấp trước, ta không dùng nó. Đệ lục ý thức là phân biệt, ta không phân biệt chính là không dùng thức thứ sáu. Tướng tâm chuyển thức thành trí. Thức thứ sáu và thứ bảy là chuyển trên mặt nhân, tức là khi tu nhân. Bây giờ chúng ta phải hạ công phu này. Cho nên tu hành chân chánh, thật sự buông bỏ, chính là sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Đối với phân biệt chấp trước càng nhà càng tốt. Chúng ta bắt đầu từ đâu trước? Bắt đầu từ đạm bạc. Nhất định là năm này nhạt hơn năm trước, tháng này nhạt hơn tháng trước. Như vậy là rất tiến bộ. Thật sự làm được tháng này nhạt hơn tháng trước, chúng ta nắm chắc chuyện giảng sanh. Nếu không chịu buông bỏ, vậy thì đành chịu. Một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, cổ nhân nói quý vị hét hư cổ họng cũng chỉ uổng công. Vì sao vậy? Vì chưa buông bỏ. Miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Tập khí phân biệt chấp trước vẫn còn, không giảm nhẹo. Như vậy không được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất hay. Quý vị xem, Đức Phật dạy học sinh đời sau cần phải tuân thủ hai vấn đề. Đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lúc Ngài sắp diệt độ. Thứ nhất là trì giới, thứ hai là chịu khổ. Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, nghĩa là phải buông bỏ tất cả. Không buông bỏ ta không thể trì giới, không buông bỏ ta không thể chịu khổ. Hai điều này đều rất hay, giúp chúng ta thành tựu đạo nghiệp, giúp ta vượt thoát luân hồi lục đạo. Nếu không chịu trì giới, trì giới bị cầu thúc, không tự do, không tự tại, không muốn chịu khổ. Nói cách khác, quý vị muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo, không phải là cùng một vấn đề ư? Ta không muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo, vậy thì hãy thật thà trì giới, học chịu khổ. Cuộc sống càng đơn giản càng tốt. Điều này rất quan trọng.